chuyện con đánh đó mà. Không sao, con đánh vợ nam giới. Sắc luôn rồi. Câu chuyện con bệnh nhân con mèo quá, bệnh nhân của con mèo á, thật sự con mèo sợ chuột, con mèo sợ chuột, tôi biết tôi không phải là con mèo sợ chuột nhưng mà không trực, không biết con mèo nó có biết không. Ta sơ hở xem nó tâm tình mình nè. Ta sơ hở xin lỗi. Mình đi tu cũng vậy á. Ta nói mình biết mình khai ngộ rồi này cái kia nọ. Mình sẽ muốn nói vậy ngon rồi hả? Này đứa rồi con đi ra ngoài phán đấu rồi sợ chi. Từ đó tới sau có lúc nào cũng có sư phụ. Vì nó bắn ra sư phụ ở một bên bảo hộ. Đi ra ngoài gặp ta sử. Kêu sư phụ cho mất sư phụ hả? Nãy hôm qua con cũng biết rồi sao? Biết đi đâu sư phụ cũng có rồi sao bảo hộ? Bây giờ sao lao xong vậy? Con biết nhưng mà mấy cái tên như thế. Cũng ý nghĩa. Có ghi lại hả? Dạ, có trong một trong video khác. Có đã có rồi. Dạ. Tại biết mày đừng cắn tay mà không tôi biết mày đừng hầm dọa nha chạy. Tại ta cắp khác nhau. À đó có cái nói tới tóm này cũng cần kỹ, còn phải cần kỹ mới được. Cảm ơn cái vụ thấy kiến lỗ, một lỗ là chỉ. Vẫn có một bác ngủ. Có alarm rồi. Nửa đêm mà có. Nó bé hôm sùm rồi nó mất công cả. Chó. Chó phụng. Sư phụ ngủ cũng được, sư phụ gác hôm sùm rồi. Chạy cho các bạn không có chó thì đưa mình. Nói ngay như vậy. Bẻ cái mặt nó ra. Cầm gì mà mày có chốt vậy? Vậy cái mặt con này nhìn cũng chẳng phải thấy được. Để thử xuống hồn khách hả? Ở trong nhà có chó dữ. Sự quyết là xung đình người gia nhập. Nhớ cái bộ gọt báo nhà trong nhà có chó dữ. Để đâu? Mặt mặt nó như cái tóc. Cái tóc còn đứng lên. Rồi cái lỗ tai luôn mà dứt tai. Dạ lên rộng quá. Bây giờ chắc hắn đi gì plastic surgery rồi cái tai nó nhỏ chứ hồi xưa giống y mẹ. Hồi xưa có ông vua là ông thường thường đi đánh giặc mà. Rồi đánh giặc thì thắng rồi, nói gì nhưng mà vô cái tàu mình cũng quên cái tên. Nhưng mà sau này đi về á, chắc là cảm giác tội lỗi hay sao đó ha. Nó là dịp quan bao nhiêu người đó. Tối nào nằm ngủ cũng nằm mơ thấy ma quỷ nó lại đè, nó giết cắn cổ. Nó giật tay nó xẻo mũi. Sao không ngủ được, có càng ngày bệnh á. Rồi khi có hai ông tướng là thường thường đi đánh giặc chung vô một tướng võ á. Thành ra hai tướng nó còn được để canh ở ngoài coi có ma quỷ này dám lại. Canh thiệt tình không ai dám lại chứ. Cũng sợ hai ông đó. Chắc xanh tiền hai ông nó giết tôi đó. Thôi ông nói gì. Xong rồi. Thế chừng hai ông bận đi đâu đi đánh giặc. Ra ngoài hoặc là chết rồi ông vô. Chắc chắn là bây giờ mới gặp. Tưởng nó không sao. Vẽ hình của hai ông có dán là cửa. À, thiệt vẽ hình hai bị dán cửa mà bị đông vô. Nó bây giờ cứ bị như đi mấy cái nhà của Đài Loan á hay là Tàn Tàu á thì hai bữa nó dán hình hai góc tướng võ là vậy. Nó bây giờ mình khỏi dán hình hay không có hên đồng tu của mình dữ lắm phải dán hình của Phượng mới được. cho dữ đó. Cho mẹ ghê á. Chị này về con có lên nghề làm ăn con chụp hình bán. Đeo chỗ này nữa. Dạ chị. Đeo cái tóc xong. Tay tao mặn mặn.
tại sư phụ đây cũng có cho nhỏ đi lên lính á, cho đen á. Dạ. Thì con trước cũng vậy. Nó bây giờ tôi ai gác cũng được thôi, vẽ hình cũng làm được. Đi lính không thay nhà coi á, vẽ hình á, mặc lên tôi để nó có chân cho giờ. Còn trong nhà có video hoặc là cassette để sẵn rồi, có ai vô là wow 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 vài ba tiếng chắc cái đó thiệt. Phải có sẵn á. Ok vậy đó hả? Quá trời rồi, con ăn cơm nè hả? Mà có sư phụ qua mấy bạn mới truyền. Con sư phụ qua mấy bạn mới truyền. Truyền cho sư phụ hả? Con trả hết gia đình con đi xuống dưới lắm truyền. Rồi con nói hợp thì mặt trà tôi sợ và đi thôi. Thì một cái sư đi đại đi hả? Bây giờ không còn chào bạn hả? Hả? Dạ, bây giờ mấy người họ không còn chào mấy bà chị con sư phụ. Chơi nữa, chuyện tao mất còn chơi nữa. Không, không, không có đi, nói chuyện là sư phụ ba không có tiền. Ngon vậy. Con đi xuống dưới lớp con tiền. Nhưng mà khi mà cái đi về cái nhìn hỏi, anh chị tao mất ở đâu nó con tiền dưới lớp đó. À, anh chơi bằng điện thoại đó hả? Có mấy hỏi cái người dẫn con đi, tiền điện thoại. Mấy con không làm gì hết, con hỏi cho tiền điện thoại thì sao? Rồi, có gì phụ giao, nó thì tiền sư phụ bên này chuyển lượt lượng rồi qua, con mới biết vậy là khá vậy. Cũng vậy thôi. Dạ. Dạ. Anh ra cái nói, à, tôi hồi xưa là tôi tiền có sư phụ đời trắng tôi đó. Đại khái là vậy đó con. Ghê quá, còn có người rồi cắn xong nói luôn. 21 người truyền. Thế truyền đại rồi cái kỳ này có phải đi qua được không? Phải không? Dạ. Đợi sư phụ biết bao giờ? Dạ. Chắc gì sư phụ đã biết. Một năm trước sư phụ cái con cũng vô thường hả? Con là cái đợt truyền vô tướng đầu tiên đó sư phụ. Con không thường truyền đó sư phụ. Cái đồng tu của con đi theo đó. Con có sư phụ không biết có được không? Con nói. Dạ. Cái con nói mình đưa khát nước gì nước nào cũng uống được mà. Nước nào cũng là nước đó. Nguồn chảy ra lấy chứ không? Cũng đợi lên túc đi nguồn chết ra khát. Hôm đó mình đưa khách nước nào đưa thì cũng uống hết. Bà già của sư phụ á, từ mấy 20 năm nay đâu có gặp mặt sư phụ đâu. Mà trước khi chuyện tôi mắng á, thấy nghe nói sư phụ bên trong về rồi, hào quang sáng rực tùm lum hết. Hồi sáng ra kể cho cả nhà nghe, cái này sắp này lấy cái ghế hồi xưa sư phụ ngồi. Rồi bây giờ bà già chuyện tôi mắng rồi, trời ơi. Thể nghiệm tốt quá trời. Viết cho sư phụ coi, sư phụ cảm động muốn chết. Da như vậy rồi bệnh hoạn tê vậy, được thân thể không tốt. Bà già bị bệnh tê á. Nhưng mà ngồi trời ơi, khóa sân sư phụ thấy hoài. Ông quý vị còn chạy qua đây coi thiền tam thiền thất coi tùm lum. Mà nói rằng không có rờ đầu rờ cắn bà già sư phụ đâu có rờ bà đâu. Nhưng mà đó không tin đó mấy sư phụ. Con truyền tâm đến khoảng chừng tháng khoảng năm. Bà già bà sáu mấy bảy chục bảy mấy tuổi hả? Khoảng năm giờ khuya mấy đứa con nó ngồi thì cũng như tu thiền cho mấy sư phụ. Nó đang ngồi cái nhỏ con gái út con nó nói nhiều tiếng nhiều tiếng. Bà bà mà bà. Con nó dở con mới mở mắt thì con không thấy. Nhưng nó thấy có một người ngồi ngay cái bàn ghế con đó. Nhưng mà khi mà con gọi lại con cũng không tin đó, con thấy thì lúc đó chỉ còn những cái bụi bằng vàng bay xung quanh thôi. Thì lúc đó con mới là con không biết vậy, con mới là con hỏi sư đồng tọa. Sư đồng tọa được nó bảy cái đó sư phụ đó. Đó con lúc đó con mới biết đó sư phụ, từ đó con mất luôn. Nhưng mà thỉnh thoảng á con nghe cái mùi trầm, con nghe mùi trầm đó sư phụ. Con là con cái gì con không biết, con hỏi sư đồng tọa đó, sư đồng tọa nghe. Bà già viết rồi đó. Ồ, con thấy sư phụ rất là rõ ràng, có lúc thấy không rõ lắm, mấy cái hậu quang nó mất tiêu rồi. Rồi nghe cái tiếng gì bằng ban đêm á, 4 giờ sáng dậy nghe mà muốn mỏi tay muốn chết mà nó cũng thèm mê quá, nghe hoài. Lớn lắm, tiếng to lắm. Viết cho bây giờ nghe sướng quá trời. Trước mình đâu biết sư phụ là ai đâu, tên đâu ai về nói gì đâu. Nghe đồn đồn vậy đó, nghe người ta ngoài có nhiều người phê bình vậy đó. Bà về nhà thì cũng thấy sư phụ chưa có chuyện nó mắng. Lúc đó là bây giờ trải nghiệm tốt quá trời. Nó nhất định đi theo Phật. Bà già viết thơ là không biết viết nhiều, trí huệ đầy hết. Viết toàn chuyện tu hành không? Đọc cảm động muốn chết. Đọc cái đó sư phụ nhớ quá trời, nhớ không ạ? Thường thường hồi đó giờ sư phụ không có nhớ bà già nhiều. Ô, đọc thấy bà già tu hành quá mạnh, trời nhớ quá trời rồi đó. Đọc cái cách mà hành văn này, cái hành thành á, sư phụ cảm thấy gần gũi.
chứ không phải tại vì mẹ mà đừng gửi, không phải cái huyết nhục mà gửi, mà cái tinh thần bên trong cảm thấy đúng rồi, vậy mới là mẹ chứ, không mới là bà con chứ. Nhỏ mình mà cảm động muốn đi chạy về Việt Nam thăm liền, sợ làm phiền cho ông bà đại điện chủ. Nguyễn em nó cũng nhớ dữ lắm, mà viết thơ là hai người viết thơ khác nhau. Bà già thì viết thơ thôi, cảnh giới này cái nọ, tu hạnh quyết tâm theo Phật này cái nọ, nhưng mà ngồi mỗi tay vậy mà cũng mê nghe quá, cứ ngủ hoài, bốn giờ sáng thức dậy làm gì, 5 giờ sáng ngồi thiền quán âm, 6 giờ quán gì đó, ban đêm ngồi sao trời, nói chuyện toàn tu hạnh không. Còn em hả, trời bên này giật giá leo thang rồi, tiền tiền nhà tiền nước gì đâu, rồi có người đi lãi đòi tiền, có người đòi cái này đòi kia, là nhà xoay sở không đủ, nghe nói chị giàu lắm này kia nọ, không nên nó cứ nghĩ rằng sư phụ có gửi tiền về, thì chưa thì sư phụ cũng có gửi nhất định, nhưng mà nó không biết rằng cái đời cái nhà mình thanh liêm, người ta mới kính nể chứ đâu có phải tiền bạc nó nể mình đâu, phải không? Sư phụ mà cứ cho tiền vào phỉ lên rồi người ta nói sư phụ lấy tiền của đồng tu cho gia đình làm sao, nó không biết, nó cứ than phiền hoài à, cứ đòi tiền rồi cái nọ. Tại em nó không biết, nó nói hồi trước không đi tu còn khổ ra đành, bây giờ đã tu rồi đã ăn chay rồi mà không có tiến bộ hết, nhà cũng vậy thôi, xoay trước túng sau này. Phải vậy nó mới có phước, cho tiền phì ra rồi lát nữa rồi khoe khoang tùm lum, rồi người ta để ý nữa, rồi người ta nói nhà thanh liêm tốt chứ, nhà mình cũng như làm quan vậy, làm gì mà phải cho nó vinh thân vị gia lên, phải không? Chứ của người đi tu đâu phải làm quan đâu, phải làm vua đâu mà đòi cho nó vinh thân vị gia lên, phải không? Em đâu có biết mà sư phụ ơi, sao quá rồi sư phụ cũng làm biến giết cái nhiều mà giết không rành, nhưng mà chắc đem cái tép về cho nó coi cho rồi. Nhiều người bệnh gì đó, cancer đó, ung thư mà kiểu bằng cái bằng có thể sắp chết đó, mà phải mổ không thôi cũng được á, mà rồi cũng hết trơn, mà không khó mổ luôn. Nhiều người đem chứng minh thư lại đưa cho sư phụ coi, rồi lạy xuống mổ khóc ròng nói cảm ơn sư phụ, nếu không đi mổ mà mổ chưa chắc đã lành đó, bác sĩ đã chuẩn bị sẵn hết rồi, dao kéo để đó rồi, chạy nhảy chạy ra nó thôi tôi hết tình rồi khỏi mổ. Mấy người này còn sống nhăn răng á, chạy tới đây khóc, rồi nhiều khi tại kêu điện thoại lại khóc rồi. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ nói tôi đâu làm gì đâu, đã ngồi cắn hạt dưa không? Hả? Không có cắn sò. Tôi cần lòng vui dân nam. Kêu điện thoại lại cảm ơn sư phụ, không biết cái chuyện gì. Mạo đã nói lúc lên một cái là dù không thấy đường luôn, nó sẽ khóc thôi, là lăn đất ra mà mất nhiều luôn, rồi một cái chứng bệnh ra luôn, nó sẽ đột đau mà đến độ mà không đi nó khổ luôn, bây giờ nó chạy nó mất luôn, chạy mất rồi, dạ, hết khổ, thêm chứng bệnh nữa là mình cũng có kể có sự sạch ba sạch bệnh của ông ấy, bởi vì mình đã kêu bằng bây giờ cuộc đời ông này giao trọn sư phụ muốn gì muốn. ông nói lẽ ra chết rồi có đời đâu giao. Là sót lại là của sư phụ, có đời đâu có ông, được quyền nó mà giao, bản quyền nó mất từ lâu rồi phải không, với cái của mình mới giao được, cái này của ta rồi, vốn là của người ta rồi mà nó không có cho luôn á, phải không? Có một lần tu ở đó nó bạn bị người ta chứng bệnh là bạch đái đường sư phụ, bác sĩ nói là tới giờ rồi đó, bây giờ bác không xài nữa, dạ. Ông đó nói là tôi mỹ mỹ văn nghệ sĩ, bà tôi phá môn quá anh này, tôi bị thời gian không dám đạo mà, bữa trước nó chạy đâu mất rồi, bác sĩ hỏi chạy đâu mất, nhiều lắm cái chuyện này, chuyện nhỏ những chuyện này rất nhỏ, tu hành rồi nó cái lực lượng bên trong lập lại trật tự, làm cái hoàn thành lập lại quân bình của đời sống của mình, nó nhẹ nhàng, nó nghiệp chướng nó chạy mất những con ma mà nó cho mọi những cái lục căn lục trần, những cái quan gia nợ chủ nợ của mình đó, nó tiêu đi hết rồi, nó không có đòi mình nữa, nó không có dám lại gần, hoặc là sư phụ độ nó chạy thôi.
cho nên mình không có bệnh chứ. Nhiều khi cái bệnh đâu phải là bệnh sát thịt đâu, bệnh là bệnh từ cái thế giới Atula lại đó chứ. Ma quỷ nó nhập thân có, nó bám mình nó làm cho mình đau khổ. Nghiệp nó đeo theo, đi đâu cũng đem theo nghiệp hết đó, đi đứng nằm ngồi cho nên khi sau khi truyền tâm ấn xong rồi á, thứ nhất là những con ma đó cũng được đưa đi những cái nơi giáo dục đặc biệt, nó cũng tiêu tiêu nghiệp, nó cũng siêu thăng luôn, mà nó đánh sư phụ đã rồi mệt rồi thôi về cả làng vậy đó. Rồi xong rồi thôi sư phụ nó thôi đánh rồi về được thôi ha, đừng đi theo người ta chọc ghẹo nữa, đi lại lại đây sư phụ chơi cho đồ gia trị chọc ghẹo uống trà rồi ngồi đưa lên trường học kia rồi khai ngộ rồi sáng mắt rồi thù hận hết rồi đi, hai bên đều vậy hết chứ không phải đánh nó đuổi nó đi. Cái nó dữ quá, nó sức là đánh hồi cho đánh hồi đâu chết đâu sợ đánh đại chứ đâu chết đâu không. Cái linh con không biết được, linh hồn mình bắt việc mà sao chết được. Cho đánh đã là sư phụ mệt nhòi hai ba bữa gì đó thôi, nhức đầu nhức cổ gì đại khái gì đó hả, rồi bắt đầu cho nó đồ gia trì đem lên mấy cái trường mà ở trên Atula đó, ở vô trường nội trú bắt đầu nó cũng sáng ra chưa, nhờ cái duyên đó được đưa lên luôn. Anh nói độ một người biết bao nhiêu người siêu thắng đâu phải người đó đâu. Anh nói quý vị bệnh gì cũng nhẹ chứ, anh đội những người đó không có bám theo nữa. Không chứ, có nhiều người bác sĩ là bác sĩ không biết là tại sao nó bệnh. Chứ không là nghiệp gì ha. Chứ mà đúng là rất là bệnh nghiệp gì này. Anh tiền nó bắn xong hết liền. Rồi bởi sao những cái nghiệp trước á, những cái người mà đeo theo họ mà trừng phạt mình đó, mà thù hận mình đó, họ nhá ra. Họ có chuyện đi làm rồi, không có đời sống sung sướng hơn, cái họ không thù hận mình nữa rồi. Dạ, có gì khỏe hơn đi đánh cô đó chị. Nhiều có sư phụ lo rồi, mỗi ngày cứ cho đồ gia trì ăn rồi trên đó, mặc quần áo đẹp đẽ ở nhà sung sướng, không có ai ăn hiếp, không đáng thì không có làm ma cực khổ nữa. Chứ sao đâu có thù hận mình nữa, thấy không? Hồi xưa tại vì mình họ cũng đeo cái nghiệp thù hận trong người ta, nó cũng đau khổ, rồi ma cũ ăn hiếp ma mới, họ cũng có cái tranh chấp của họ cũng đau khổ đó, họ ở ngoài kia đánh họ chạy nó đánh mình nè, sau này cứ lo cho họ rồi họ khỏe rồi mà vậy thôi chứ đòi gì nữa, hiểu không? Ví dụ như có người chủ nợ lại cái đòi nợ rồi cô không có tiền cô trả, thì dĩ nhiên họ đánh họ đập cô, họ sẽ ngủ lại, nó nói lại đây, đây đừng có đánh ta nữa, mới nghe thì chắc nó không hiểu gì, nó tưởng không sẽ ngủ lại đang kiểm trong quấn sư phụ vậy cái, ví dụ vậy đó hả, anh ơi sư phụ nói tiền nè, lời đi vốn nè, vô đây uống trà nữa thì thôi, nó khỏe quá rồi, thấy không, trả lời đã vốn rồi thêm rồi, rồi còn tiếp đón nồng hậu nữa, nó khỏe quá, nó quấn mình lên chi, cho đi học ăn học, cho đi học ăn học, nó còn đẹp đẽ thêm nữa, bắt tay bắt chân làm bạn, nó khỏe quá. Là bạn với người phú ông rồi đó, sướng quá rồi, bạn bè câu đẹp hơn, sang trọng hơn, thì dĩ nhiên nó đâu có đánh mình nữa, nó đánh mình là tại sao nó không đòi tiền của nó, mà mình không có mình trả. Sau này nó được cái lợi của nó, được cái thứ mà còn lợi hơn nó lại nó đòi nữa, thì dĩ nhiên nó thả mình chứ, nhưng đâu có đau gì nữa đâu, cái mỗi ngày nó bị đánh hoài sao không đau được, đánh nó dùng cái sức thù hận nó đánh mình không có thấy được, nó không có thân thể đó, nhưng khi mình cảm thấy là như ai nhéo ai đánh gì á nhất rồi, hoặc là nằm chim bao đấy là giết người ta đánh mình đó, nó là có thiệt hết, để mà tiêu bớt nghiệp đấy, vậy đó, hiểu không? Anh nó bớt bệnh là vậy, nó rất là khoa học. Hồi xưa chưa có nhiều cái phiền tâm ấn với sư phụ, mỗi một năm là con biết tại sao, cứ mỗi một năm là con phải té một xíu một lần, bất tỉnh liền, không biết tại sao, mà từ ngày qua trường tâm ấn là không có. Xíu hai lần. Nghe tin sư phụ hôm qua xíu, nghe tin sư phụ về là xíu lần. Con biết tại sao rồi, mà cứ mỗi năm là con phải té xíu một lần, mà bác sĩ không muốn tìm ra nguyên nhân. Mà từ sáng tới giờ thì phải là khi truyền thông là mất tiền rồi. Chuyện nhỏ mà ha. Bị nó bóp cổ. Đúng ngày đúng giờ lại bóp cổ. Như cái chuyện con nhức nguyên cái chuyện cái công ty khám bác sĩ nó ngồi thiểu cái này nó ẹo qua ẹo lại phải đi khám thì coi nên sao. Không ra bệnh gì sẽ phụ ngồi về
cũng hoang quá rồi đó, khi bớt có bắp chuối cái từ lên tới bắp đầu gối, giờ còn cái khúc bắp đường mấy ngày nay chạy quá trời cũng quên chùa kêu cái là con đi đậu thôi á. Bắp cái con nói nhưng mà người ta lớn tuổi người ta còn tranh chấp với người ông xã đó. Quý vị ta biết tôi bệnh ta cỡ nào mà sư phụ cứu mà ông hồi như cái bệnh nhỏ nhỏ rồi nhà bỏ lọ đó tên ông đủ con giống, nhưng mà người ta chưa có đủ niềm tin. Anh nói gì sợ người ta giận rồi người ta bỏ tôi rồi người ta không tới đây bỏ mấy mấy người vậy rớt luôn đi ông. Con sợ nó con đi mà con giận một cái lít luôn á sư phụ. Con nói nè ông có được nói gì thôi kia ông được lên bài giảng tiếp đón nào mấy ông bác sĩ mấy ông ngoại quốc lại phải nói chuyện sao cẩm nang với sẵn hết rồi dạ, con nhỏ nó đòi mà qua nó xuống nó mua về vậy có còn mấy đồng con nha. Mất tích mấy tháng nay là được tôi mỗi mỗi đêm mà bây giờ ông về không có đêm nào nó lọc chết tôi cũng quả. Tại thế là ông ít nói lắm sư phụ mà nói là nó thẳng là không có nhiều vậy búa bộ thầy nào trò nấy ha kiểu kiểu mà ông biết tiếng Việt nó đại à phải không ông đúng nhân phận cũng quạt ông ơi mình chút xíu ra mặt ngồi cái uống thuốc tôi uống thuốc thuốc một bên cầu bên uống thuốc vậy thôi uống hết đi cho rồi cầu chi ông mới nghe biết mình bệnh tới cỡ nào mà dù còn cứu là cũng là tôi mà cứ lo cứ sợ là bác sĩ mà họ ngồi thiền mà cứ uống thuốc hoài vậy thôi uống thuốc cứ đến độ mà cũng họ uống nhiều mà cũng chóng mặt luôn á tại sao nhiều nó cũng mệt mà con nói thôi bây giờ người ta nói tôi từ đó cho người ta có thời gian không cứu không cũng có bác sĩ chứ chừng nào không được rồi con trai cho nhung tốn tiền thôi không có gì bỏ hiểu ra con sợ lắm cái này đi con sợ con giết cái lít người này có nói gì làm sao nha cũng không đến hết thì đừng nói tiếng nào cứ mở cửa người ta vô rồi ngồi đó lớp như là được tỏi với cái lít mua cái thép mình cái khóa được cái lỗ con trai con trai con trai lớn của con nói má đừng lo anh đâu có làm đúng rồi má đừng lo anh thích kẹp mà bà đòi đấy thì ông nói nó cứ nói má đừng lo thích kẹp ba có nói được đó lấy thép giăng là nó là sự buộc chị về nhà chị thấy ảnh mà mắt mũi dùng cục hết rồi biết sao bên này giăng tới bên kia ở nó cái zip của zip làm cái zip cái gì á cái đầu kéo quá cái mắt kéo nha thấy à, ông già với hai bên nhỏ nó cũng vui lắm á mỗi ngày biển tới biển lui rồi ghé nó một phần tròn hai đứa nhỏ cũng phải vừa rồi nói chuyện cũng cái là cái bằng biển tại vô ngại á đợi gần với thứ hai lỡ đó thì khi thấy ông già nói con đuối á sư phụ qua có một hai ngày sư phụ thấy tình hình giới nghiêm không khí có vẻ căng thẳng nghe sư phụ mới không ạ cái nhỏ thì đợi đi ông già thì cái bận gì thi điểm cái thần thông của người cha già cho mẫu không có được mày thằng kia nó sao tụi nó đi con không được đi nó nói không có được tại sao không được nó chạy lén chạy ra ngoài thật sự cũng đi được vậy thì sư phụ kẹt rồi nói được thì ba nó giận mà nói không được thì con nó trời khổ ơi đừng khổ làm sư phụ kẹt hai bên kẹt cứng nó đi cho nó đi sư phụ cũng phải hỏi nó tôn trọng á nhập gia thì tốt mà kẹt hai chứ con hả sư phụ kẹt hoài thường muốn biết nói câu gì để mà nói cho được anh cái
cái người cái chất lượng anh gửi nhà đã lắm đó, rồi đã ngồi chung à dạ, đã lắm rồi đã dễ sợ luôn đó. Mà hỏi sao con nói gì cho sao buồn nói không được, mà nói nó không có được chút nào, chỉ có muốn nhìn muốn ôm thôi. Anh diễn tả mà ông dạ con, ông xã con lắc đầu anh sợ sư phụ mệt nên là anh không cần đi nhiều. Ông nói sư phụ mới xuống máy bay, sư phụ mệt lắm, không cầu phải có cái chỗ cho động xã để sư phụ nghỉ ngơi chút, mà nó ngồi coi nó cứ ôm hoài. Bà ơi lâu lâu mới gặp sư phụ ôm một chút cho nó đã. Bên đầu có lý sư phụ kẹt. Mấy bạn nói cho sư lại sư phụ con nhớ sư phụ học. Ai ôm được ôm. Nít ôm không sao, mấy bà già không có nói gì. Mấy người lớn ôm mới kẹt. Được mà viết giấy để đồng rồi. Sư phụ 12 tuổi lên. Không đừng có đứng gần. Cách xa 5 phút. Cảm ơn sư phụ cho tôi qua ăn bánh uống gà. No problem. Từ lúc mà Pháp Môn có ăn xong là con chạy chân chi. Sao mỗi lần nó sư phụ cho gặm cái là chạy thôi là chạy. Sợ mất ăn xong mỗi lần. Nhưng mà nó chạy trước rồi luôn. Nghĩ là cái chân ca đấy sư phụ. Nó còn thua một cái. Thua cái ca đó. Cái ca là quán quân. Còn hắn là hai nhì. Cái ca đeo cổ rồi, mình chạy thì chưa, người chưa tới mà ca rồi. Mỗi lần kinh là mất mất cả. Con tới rồi, ca đây, ca đây. Lúc sư phụ la chạy nhanh hơn nữa. Thế là hai cái chạy thắt bứng nữa. Gì là mất chạy chéo, mất chạy chéo, mất chéo. Càng xa càng tốt. Không trăm hai mươi cái số giờ hả? Con thấy rồi bộ kêu đi xuống một cái là con thấy nó mất tiêu. Nhiều khi sư phụ gạt nó không biết. Nếu chị mất rồi mình ăn xong rồi. Ngày mai anh thức dậy tức chết luôn. Cần tôi kể là trời hôm qua chị bị khẩu nghiệm chị không? Chị rớt tiêu rồi sư phụ lan cái chị đi, chị đi mất rồi hôm sau tự ăn xong bố lượng. Ngày nay mới mọc thêm 2 ký. Mấy chục muối con nhỏ được chưa tính. Con cảm thấy sữa nó chỉ lao sụp cái một chín một chứ nó mẹ ăn gì ghê vậy. Nó giật nuốt vỏ được không có trụ đâu không ăn hết chứ. Lâu lắm không ăn nuốt vỏ à, uống luôn là luôn à. Dạ chứ có chừng đó một một cây cho bụng nha con. Biết mấy người ăn mít trong cái chuyện mà ăn mít trên sữa kẻ không nha con. Ăn cũng cũng vậy, nuốt đại nó một cây trong bụng nó không á. Chưa và thân dân cây bồ đề nó không có mọc cũng có một cây dung sư phụ thị bình ủ su hả bồ đề vốn không cây vú sữa một hai một hai cội quý sư tân sư nó cái này của chịu chẳng chịu lãng thân thanh long bao ba bốn già sầu riêng lũng chưa hẳn lần sầu riêng chưa kể đến trồng lần nữa là em phải ví dụ xuống lắm hơn là có ba lơ là không có tên đá hồi tiền bắt đầu là ăn xếp từ bộ xuống tiền lắm anh biết rằng là tao thấy ông kỹ sư lên cho tao ăn. Tao cho xin 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 qua đây chưa bao giờ ông cầm cái chén mà ông rửa, bây giờ ông phải tự nấu rửa. Bây giờ ông hiếp rửa, bây giờ ông nói là nó cái này cái đó, bây giờ ông nói bây giờ ông nói là ông nói tới là ông lúc mà con đi qua một tiếng không nghe tiếng sư phụ bảo là một tiếng sư phụ gọi chuyện lên ngài, ngài mà tới tấm cao và ông biết là ông đọc qua mọi mà ông nói là ông khóc vậy hả? Anh yếu vậy đó.
mình tôi biết nhẫn nhục mà cô. Đâu sao mình buổi của mình. Mà tới lúc ông đi tự nhiên sao xong ông lên thì ông vừa bước tới vô nhà ông đợi cái sách xuống ông nói là sư phụ ông khóc y như là đứa bé gì chứ. Dạ ông khóc ông cái gì vậy chứ. Đậu để đem cái vú sữa về cho. Dạ. À. Ông tìm ông không bao giờ kêu tiếng sư phụ bảo tới tối cao tôi ơi, ngài ơi. Các cô xuống đây làm gì? Vậy sư phụ lấy dành cho tao giờ đám con ăn hết lại của sư phụ. Rồi à. Bây giờ ông có nói gì nữa à, viết thơ nó khác. It has their paper cup. Cảnh giới cao nhiều nhiều. Cảnh giới cao như cái trên đều. Thấy mình cũng hết hồn. Bây giờ gồ quá. Thì cái lúc mà nghiệp trước nói chuyện biết là con người nó khác. Hay gồ. Bây giờ ha, sư phụ đọc cái thơ bà già cũng hết hồn. Con không nhận ra được là bà già của hồi xưa. Ông người khác quá, bây giờ sao khác quá vậy? À, người khác. Nói chuyện giống như là trùng tu. Đúng là trùng tu nhà nghề á. Tức là lão thành á. Quan âm, quan gì đâu nói, đẹp cái đó. Cảnh nhớ gì đâu, wow, ông sùng hết trơn. Tôi vừa thấy cũng hết hồn á, hả? Đâu có kém gì đâu, sư phụ mới tu đâu. Giống đúng cái râm này là hết hồn. Câu liêu nghiêu. Hả? Không, bà già nói chuyện. Không giống như hồi xưa chút nào á. Tôi muốn giọng muốn ăn. Đây là mẹ em luôn sao? Hả? Hồi xưa khác vậy khác. Hồi xưa đếm tiền không? Bây giờ đếm ngôi sao? Đếm sư phụ bên trong nữa. Ngày thấy mấy lần. Mấy ngày sư phụ. Đã ngã ngủ rồi. Làm sao mà có hoa sen ngàn cánh được? Gần tới được.
kệ kệ thấy vậy cũng được ha, vui là được rồi ha, nhà quá cũng anh nhớ là đâu có gì được thầy ha, không chú số một đất qua đây ăn xong bữa lượng được rồi không. Cảnh giới làm gì hả? Mấy người ngoài đó ngồi coi cảnh giới ở đây, mấy người ngồi ăn xong bữa lượng cái nào xưa thì chứ cũng biết đọc cái chuyện này đâu, như đọc ở bên tiếng Anh, à, báo tiếng Anh á, có một bữa đó có đại hội chó, đại hội chó thế giới phải không? Rồi chó gù ghề á, đi qua chủ tịch chó là mới được, à, tổng thống chó mới được qua ha, quốc vương chó này mới được qua hội. Rồi có nhiều chó lắm, chó Đức, chó Bạc Rê, chó Pháp, chó Mỹ, rồi chó quốc gia, chó cộng sản, chó tiền tiến, chó hậu tiến, rồi mấy con chó nó lại nó hợp nhau hả? Rồi thì dĩ nhiên chó Mỹ nó trời ơi. Quý vị biết không, muốn ăn thịt á thì thịt bò là ngon nhất, mà muốn ăn là phải ăn thịt bự một miếng này nè, Mỹ mà cho Mỹ mà bò cái chỗ này nó ngon nhất à. Rồi cho Pháp chẳng rồi ăn mình ăn kiểu mấy người chó Mỹ của anh đâu ngon, phải bỏ thêm bơ nè, phải bỏ thêm cam em bè tức là gì cam bè là phô mát á, phải bỏ những cái gì gì sữa nem rồi này kia hả, rồi nấu một hồi à ăn nó ngon. Cái à, cái gì được cái tên mà có cái con chó theo đạo Hồi giáo nó trời ơi sức tôi muốn ăn thịt heo con không chết. À, lâu lâu tôi thấy mà Allah đi ngủ tôi đi lén lén ăn thịt heo một bữa đã thiệt, thịt heo ngon hơn thịt bò béo hơn nhiều đại khái vậy đó, chó mà toàn nó thịt chó mà chó đâu đâu có gì nữa đâu. Mà chó này là chó khai ngộ rồi đó, chứ không phải không khai đó mà mới nói được vậy đó. Còn mấy tên chó kia chưa khai ngộ là chỉ biết ăn thôi, không biết bẻo bẻo bẻo, không biết chơi gì, không biết phát biểu cái cảm tưởng của mình hả. Cái này là chó đại diện mới được vậy không. Rồi cái chó khác á, dụ con chó mà chậm tiếng á, trời ơi. À, miễn xong rồi ăn được cái da là được rồi, nói chi mà nó tới ra thịt nữa hả. Rồi cái chó của anh á, thường thường nước anh nó nói là the near rồi the bone the sweet rồi the meat á, biết không, chó nó trời ơi mấy anh cứ nói chuyện gì đâu không à, cái thịt mà nó ở gần xương á nó ngon nhất á, thấy không. Rồi cái tên chó phải cho có xương ăn là đã rồi, làm gì mà phải nói tới thịt chứ, nó nói vậy thấy chưa, làm gì mà có thịt chứ nó chồng à, xương là ngon nhất rồi. Thấy trong mấy tất cả các cái môn tu hành con không có phái đoàn nào mà giỡn vui như chở mình đó, thưa cô đi đâu rồi thấy đó, đó có những cái người đi chùa hoặc là những cái tôn phái nhà thờ gì đó quen với mình á, mình thấy cái thái độ cái hòa khí khi mà mình gặp là không có người nó đóng cửa trong nhà nó cười cho ai cười với cô không có nói là mình gặp nhau đồng tu gặp nhau là giỡn cười vậy đó, cho dữ sợ nó nhăn cái răng nanh đó đâu. Gặp nhau nói chuyện cái vụ thôi mà cười bỏ chứ nói thì dành nhau mà nói không có chữ nín người đấy nói làm lời trước chị hai chị này mà gặp nhau nói con nằm trên chỗ nghe con nói nín chị này nói trước cái tới chị này cái nhà này thầm cũng làm sao có sao nói cái khí cái kêu nín mà chị thứ hổ khóc nha. Có một chuyện mà có một đề tài nói hoài cả ngày mất đề tài gì sư phụ đem sư phụ ra làm trò hề à? Tại sư phụ cũng thích làm hề mà hả? Thầy nào cho anh thấy sư phụ? Y chang. Ai mình cái này nói dội tương đương kìa. Từ cái lúc mà ông Adam Eva bị đuổi xuống tới bây giờ mình cười cả rung đất rung trời vẫn chưa có lên được. Thành ra mỗi lần mình có xa đi cả địa chấn thấy không? Rung rinh. Sư phụ qua Cali nó cũng rung rinh. Còn sư phụ mới qua Đài Loan nó cũng dung dinh. Bây giờ quen rồi. Nó tự chờ. Pháp môn của mình hay cái là kể năng người đó không biết do mình nói chuyện trời.
nói tới sư phụ là nói cả ngày không hết mà cả hai chúng con biết mặt nhau mới chết chứ sư phụ không biết mặt chết hỏi con chị này á chị gọi con bỏ đi em con đi mà hai chị em cứ nói qua nói lại hồi bỏ biết chị là ai nói đã chị lắc giải lớp cũng không biết tôi tôi là vợ có bé mập á thế sao lại vui lắm ơi xin tôi tiếng số một tiểu lên sư phụ cái tiệm bò phở hồi xưa là của tôi chiến lên tôi mới đổi nghề đây bây giờ không vốn nhưng mà tôi kệ cũng đi lại bé bán nhà bếp bán dao bán dao bán thớt đi thế nhưng mà xin mời hai người Việt Nam một người chủ tiệm rất xinh rồi bán chuyện xong bây giờ cái đi đi mướn là đi mua một cái chỗ làm bán quán ăn chay đó sư đặt cái tên gì sư biết không tại gì Quang Vinh Quang Vinh restaurant Quang Vinh restaurant sư phụ con nói đặt cái tên gì vậy Lên thiên tôn một thiền không sao thiền không cũng đủ ồn thiền không thấy chân cây thấy dế luôn dế kêu là dế không sao ồn chết luôn à ở kia rồi có sao đôi khi thiền đó sao muốn nghe cái mùi mít gì mỗi lần cậu tu cái mùi trầm nó nhìn tới con sư phụ tới rồi sắp cho lẹ rồi thôi sư phụ đi một cây sư phụ sư phụ ăn cà ri có nghe mùi đó ta chưa nghĩ tới nghe mùi mất không vậy đúng là mấy người thèm à chứ nếu mấy người ăn học trò Ấn Độ nó ngồi là nghe mùi cà ri mấy bà già chầu ngồi là nghe mùi sầu riêng phải không mấy bà già Việt Nam á đó là tại quý vị thèm lâu rồi kia che hải thích luôn nó khó khăn rồi không nhận cái gì cũng đủ thời cho sư phụ á mười kẹo chewing gum vậy đâu cũng nói phụ đâu ăn mà cái đó ủa sao bé mập không làm tiếp đi hắn không tiếp chứ hả sợ rồi hả nó mẹ ăn có cùi thôi anh cái này có nhiều cái này bé mập nó mà tô bé mập San Jose à Jose mập hả con kia là Oregon mập cái này cũng tròn ốm ốm lại sao tròn tròn gọn ý là ăn cơm với nó thương với ăn mì bông quá mà ra nóng nổi này con mà nóng mà giỏi chứ mà chết rồi chắc đi lan không cứ trước nhưng thôi thì cứ xa mà cứ sợ vậy thì tại thường bảy nghề nên nóng mì bảy món nấu mì bảy món tức là một thứ hai nấu một món là ba nấu món cứ mì xào mì nước mì khô để mua vé máy bay
Thì con học lại là cười quá đấy, cái buồn cái chữ thiền đường nó buồn, nó mất chữ cái quyền thành thiên đường. Rồi thế giới năm thành nằm nó mất chỗ đó, nó buồn đúng là không nhận được cái này đây, là nhớ là câu chuyện của sư phụ Việt Nam mà chạy đạn sang bên Pháp đó sư phụ, cái tên là Lê Chiết, cái tay nó kêu Sư Lê Chen. Người ta nói thân vậy mà cũng có nhà mà được chọn, không thôi nó xuống nhỏ như đọt chân xuống thân con giờ mà cái thằng bé mặt thằng bé ốm hả, cái thằng bé dài đó ngay kể đi về tính nữa. Thì có một con Mỹ hôm qua ba đi chơi á, ba ba đi chơi rồi đi vô tiệm cà phê uống cà phê mà. Thì uống mà chưa có kêu cà phê, kêu cà phê lại. Không biết tiếng Pháp nhưng mà chữ cà phê ai cũng biết không. Kêu cà phê lại rồi cái con ngồi một bên đó. No. Ba. For me. À, tên Mỹ là no, for me. Con Mỹ là con kiến mà. Mà nó Mỹ nghe đi được. Nó for you, for me. Không biết gì, chạy mất. Cái mấy đơn Pháp kia biết tiếng Anh mới dặn nghĩa cho Mỹ nghe, nó không phải như vậy, anh đánh lầm ta rồi, nãy ta nói phục Mỹ là nói cho anh nghe đừng có uống có con kiến ở trong á, nó lấy cho anh cái chỉ danh mà cái dành tới dành lui hoài nó quấn ta, vậy không có được, thì sao phải học tiếng Pháp hoặc là phải hỏi cho đàng hoàng, Mỹ, cái gì đó. Cái lòng có vui anh hùng nổi vậy, cảm thấy rất là sorry nữa, đáng tiếc rồi cái buồn quá rồi đó, muốn đi cà phê muốn uống xong thấy rõ ràng có kiếm chồng nó đã siêu sanh rồi phải không, niệm năm câu có siêu sanh rồi rồi đó, rồi uống thôi đi về tính đợi cái người Pháp qua để xin lỗi mà không có thấy rồi, tên kia cùng tôi chạy mất rồi, sắp chó chạy mất rồi. Cởi chó chạy mất rồi sắp ra ngoài mới cởi luôn, lúc đó chó người con nuôi chạy hết xong cái người Mỹ ngày mai chạy lại nữa, ngày mai lại đợi nữa, đợi ngoài cái mãi cuối cùng cái anh người Pháp đi cũng lại lại uống cà phê, cái mới đi vô gọi cửa anh người Mỹ thấy cái người Pháp lại ôm mừng quá my friend, come here. À. Người Pháp nghe nói come here sợ quá, con đuôi chạy thường. Đấy, come here, cái tiếng Pháp nó giống như come here, tức là giống như hồi ngày hôm qua. Yeah, sẽ giống như ngày hôm qua. Ai nghe sợ quá, chạy thường. Cái này mà chưa nghe hả? Bên Mỹ kể bao nhiêu chuyện mà không có nghe được hả? Này tụi con, sư phụ kể Cali nhiều nhất. Vậy hả? Mà học coi mấy con kể thành như vậy. Chuyện làm chưa? Chỉ có gì sẽ nhiều chứ. Có gì? Còn nghe nói có mấy người mà người ta không thích chế độ xã hội chủ nghĩa đó, cộng sản á, con mấy cái chuyện nữa, chuyện con mèo biết chưa? Dạ, xuống một cây đông băng kể rồi hả? Thì thôi à, con mèo hô lắm.
mà con mèo mở mắt thì không biết đâu. Con bữa hôm mà cô đó cô kể cái chuyện con chó nó nói tiếng ngoài cốt đó biết không? Có nghe không? Không nghe. Không có gì đâu. Bữa đâu vậy đâu? Cái đại khái nói chuyện như vậy. Có con chó kia nó đi du học mà. Nó đi du học rồi nó thành tài trở về về nước cái gì. Tổ quốc chó nhà ta tổ tiệc ăn mừng á à, tiếp đón rồi nghe rồi qua được chú chó rồi được đi du học thành tài rồi hả chúng tôi rất vui mừng có đi đón tiếp hả à, thôi anh cũng nói vậy một vài câu ngoại ngữ vậy tôi không nghe có học được như thế nào á chó nó được cũng đâu đứng vậy thật cà rô bát là mừng meo Đó khi chó lần này rồi mà. Bữa đâu tập cái kẻ ăn trong cái này ăn tiền cười chết luôn. Cười à? Còn nhiều cái lắm nhưng mà quên hết rồi. Dù chui thì tên dù không được đâu, đâu ngồi đi xuống như dân như dốc cũng được cái dù làm bánh xào lát cái chị kêu xin lỗi về bánh nước xì hơi ở đây có mấy cái xe ba bánh đó người nào mà mở đó thì ngồi lên chút người cái đẩy rồi nó luôn phiền nhau đẩy xuống con thôi cứ ngồi trên bé mặt ngủ đứng lên dùng cần không đẩy xuống hết là đám lên bám vô trọng là cái lăn hết không quý vị cứ cái mình kéo thành một cột tròn đó rồi dùng dây mình thả xuống muốn ra chân đi chỗ nó không nhưng mà có chân chịu quan sát cái gì cũng may mà tổ tông ông ai dông nhà bà ấy già của mình rớt xuống đây chứ không thôi trên đó đâu biết cười đâu nha có ngày đâu có chuyện gì đâu cười nhắm mắt thì quá ăn hai bữa trên đó chán quá không có mùi mình lỡ lên trển mình gặp nhau mình làm gì sao cũng lên đó biết bây giờ cái chuyện chó tiếp tục cái chuyện chó tiếp tục cũng như quý vị ở Mỹ rồi bây giờ qua sư phụ làm gì thì cũng ngồi thiền vậy thôi rồi nhầm cũng ngồi nhảy qua bánh gặp bá làm gì qua nó khác không thế nên có nhiều người nói thằng Phượng ơi chứ mà bỏ con nhảy qua đây chi vậy rồi rác một mình tự mình qua được không bữa hôm là sai bây giờ tập cũng thế luôn là vậy đó qua là nó khác không anh cái mẹo lý không mà dùng ngôn ngữ còn diễn tả không được đâu uống gì ở trên kia phải không mẹo lý ai cũng biết rồi chụp hình cũng thấy hết trơn rồi ha à. Mà nếu hôm qua nó khác mà qua lần này nó khác hơn lần trước hôm trước thì tam thấy trái cây rồi chảy nước miếng ngờ đâu kiểu kỳ này sư phụ làm chiêu khác thật không quản tá không quản đại chân đầu kỳ này ở nhà cứ người nào cũng vậy chảy nước miếng nghĩ là rồi xoài rồi xoài xoài tươi xoài tưởng sư phụ ngồi đó cắt ngồi cứ nghĩ vậy đâu cũng ngờ mình ăn xong bổ lượng hồi nó khác chưa phải không xong bổ lượng này đâu có đâu thua gì chợ lớn đâu đâu có thua gì chú liền chợ lớn đâu cái này chú thọ giống mì hả ngon không ăn tiếp chứ ăn tiếp đi也没有插到进来那个糖醋的甜。跟你们来呀。Sao mà không tự tin? Đi theo sư phụ là phải tự tin. Lúc nào sư phụ cũng có thân ham muốn, xin ham muốn. Mày có bệnh thì gặp, tôi cũng cà phê sư phụ thêm một lấy. Trời ơi, nhưng mà có thân mình chưa có thấy. Mày cứ gặp cho tớ nha. Người ta cũng có thấy người khác. Tớ chưa thấy, tớ cho tớ đi. Thấy mà còn đòi hoài không vậy không thấy? Thế thì người thấy mình có đòi nhẹ nhẹ nha. Thấy thì muốn tiền nữa cũng bị hơn. Thấy còn muốn hơn. Đã thấy đâu có chụp được đâu. Qua đây là chụp níu luôn rồi đời đầu luôn á. Hồi
sư. Ở đây có một vị xuất gia là cái bà nội, bà ngoại, bà nội của cô đó đó. Mới vãng sanh ở đây nè. Ở 90 tuổi gì đó ở đây. Mà hồi bà đâu có tiền nó mắng gì đâu. Ngày xưa sư phụ đi Đài Nam là thường ở nhà của cô đó. Hồi trước mình chưa có đậu được gì hết mà đi cho đây kia. Ở nhà cô. Các bà đó thích sư phụ rất bây giờ mà. 90 tuổi đâu được tiền cho mắng nữa. Nhưng mà thích sư phụ lắm. Quá. Ở thích quá thì sao không biết nữa. Nhiều khi mấy đứa con nhỏ cháu ngoại cháu nội về nó làm ồn quá đâu, nó nói tụi bay ồn quá chịu không nổi à. Tôi thôi chơi lẹ lẹ đi rồi đi về đi. Sư phụ ở đây bao nhiêu người xuất gia mà không có ồn như tụi bay hai ba đứa à, vậy đó. Rồi mấy người nói ai à, bà biết gì sư phụ biết không sư phụ ha, nó sao không biết sư phụ lâu lâu tới hoài à. Hỏi tới thì sao nó nói, à sư phụ lại chỗ kia tôi chụp một cái vậy bỏ đi mất xeo. Chụp cái này cái nữa chụp không được. Nhưng mà thấy được chụp không được nói vậy á, là nói hóa thân sư phụ mà sợ nói rồi cười lâu quá trời á, mình lắm tụi kia nghe chảy nước miếng luôn. Thấy mà muốn chụp hoài mà đâu có thấy được đâu chụp. Cô má nói mà chụp hoài nó chụp không được, tưởng là thấy sư phụ mới thấy nó chụp đó. Kể chuyện giống như vấn đề như vậy. Mà chưa. Cái mệt mà cười không bằng mệt khóc. Khóc cái không mệt. Thân thể nó cũng mệt luôn. Nên là mệt luôn mà cười á. Mà thân thể thôi. Ít nhất cái tinh thần nó cũng mệt đó. Làm sao cười cả ngày á. Cười rồi chết cũng an tâm. Nhau kim. Cười 3 tiếng rồi chết ha. Ngập cười đi xuống. Không sao. Ăn hết đã chưa? Đã rồi thì giải tán. Để ta lau nhà lau cửa không thôi. Kiếm bò bốn chân. Thì đó là cái tiếng bạn nó là ngoài như phá xu rồi chả.